Chương trình được bảo trợ bởi Fishing Path Unlimited và cũng được bảo trợ bởi LA Coffee Shack. LA Coffee Shack, love it at the first bite. Tường Vi xin chào đón quý vị một lần nữa lại đến với chương trình Weekly Cinema. Kính thưa quý vị, trong chương trình này Tường Vi sẽ mang lại cho quý vị những bộ phim mới nhất trong tuần và những bộ phim lẻ cũng như là những bộ phim bộ mà Tường Vi đã soạn ra để mà quý vị có thể enjoy với những người thân của mình, những người bạn và cả người yêu của mình vào mỗi cuối tuần. Và kính thưa quý vị, tuần lễ này là tuần lễ New Year cũng như là tuần lễ Valentine's Day. Thì sẵn đây Tường Vi xin chúc cho quý vị một năm mới tràn đầy tình yêu và lúc nào cũng vui vẻ. Riêng các bạn đang là cặp đôi của nhau thì lúc nào cũng luôn yêu thương nhau. Và những người đang còn cô đơn thì sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Và bộ phim đầu tiên của ngày hôm nay, kính thưa quý vị, được mang tên Safe Haven. Đây là một bộ phim drama thuộc về dạng PG-13. Nói về một người phụ nữ trẻ bí ẩn đã đến một thị trấn nhỏ của North Carolina. Cộng đồng tại đây đặt ra những câu hỏi về quá khứ của cô. Dần dần thì cô bắt đầu có can đảm để có một mối quan hệ với Alex, là chủ một cửa hàng quá bùa cùng với hai người con nhỏ. Tuy nhiên thì bí mật đen tối trong quá khứ lại xen vào cuộc sống mới và ép buộc cô phải khám phá ý nghĩa của sự hy sinh và dựa vào sức mạnh của tình yêu của mình để mà vượt qua. Khi mà chúng ta yêu nhau thì bất cứ nơi nào chúng ta đi qua cũng sẽ là nơi an toàn nhất. Đây là một bộ phim lý tưởng để cho các tình yêu dành cho nhau vào ngày lễ Valentine. Sau đây thì Tường Vi xin mời quý vị cùng theo dõi đoạn trailer của bộ phim. Have you seen this woman? I don't think so. Stop the bus, Boston PD! How are you liking Southport? It's definitely a change of pace. From what? Somewhere I don't really want to go back to. Usually just a pit stop for most people. I like it here. I'm Alex. Nice to meet you. If I could, maybe I'd give you my world. Did you leave this outside my house last night? It was just sitting in my shed. I see you walking every day. It's perfect for you. I appreciate it, but I can't take it. All right. Why won't you let him get to know you? I've had things happen to me in the past. Open up. Everything's waiting for you. Did you hear about his wife? She passed away a few years ago. Okay, maybe I overreacted. Would you like to go canoeing with me? Canoeing? I like to go canoeing. You can go your own way. Does it get better? I'm just focusing on the kids. And today, with you, this feels like the first time I've looked up. I'm happy here with you. Yeah. Detective Tierney, do you know this woman? Katie, he's here. I've got to get out of here. Just tell me the truth. It's everything that I was afraid of. He's gonna find me. If you're in some kind of trouble, we can fix it. Katie! Katie! I love you, but I can't let you go. There's no safer place for you than here with me. Vâng, thưa quý vị, và bộ phim hành động được chờ đón nhất vào tuần này được mang tên A Good Day to Die Hard. Đây là một phim action được diễn viên gạo cội Bruce Willis thủ vai. Diễn viên hành động sẽ vào vai là John McClane, là một người cha đến Nga để mà giúp đỡ con trai bướng bỉnh của mình là Jack và khám phá ra rằng Jack là một đặc vụ CIA. Từ đây thì hai cha con đã cùng nhau chống lại lực lượng cướp vũ khí hạt nhân. Sau đây thì Tường Vi xin mời quý vị cùng theo dõi đoạn trailer của một phim hành động này. I try not to make an even bigger mess of things. Yippee-ki-yay. Dumb.
Что он тебе после всего этого? First time in Moscow? Yeah. First time. American? Yeah, New York. Are you a cop? Yeah. Welcome to Moscow. Jack! Dad? Và bộ phim tiếp theo là một bộ phim drama được mang tên Beautiful Creatures. Đây là một bộ phim nói về một gia tộc phù thủy và một người con gái. Khi mà đến tuổi 16 thì cô cũng sẽ trở thành một phù thủy. Giống như là cô không thể cưỡng lại được số phận đã an bài cho mình. Sau đây thì Tường Vi xin mời quý vị cùng theo dõi đoạn trailer của bộ phim. Just hate hiding all the time. Feeling like everybody's whispering about me. Is that her? My mama says her whole family are Satanists. I like you. You don't know anything about me. My family's different. You a witch? We prefer the term caster. When I turn 16, my powers will be claimed free of the light or the dark. You think you can keep Lena so good, so innocent? Wasn't I the same before I was claimed? And look at what I am now. I don't know what I'll be. 75 days left, Ethan. Seraphine. The curse has already begun. Lena will not turn dark. She's too strong. She's going to be more powerful than either of us. She will lead us all. Toward what? Mortals have run things for long enough. Lena will put an end. Seraphine is the most powerful dark caster of all. So I'm going to be claimed for the dark no matter what? No, you control your own nature. And loving this boy puts you in terrible danger. You'll get the both of you killed. There's got to be a way. Get out! Help stop Seraphine. Some things cannot be stopped. It has begun. She's already closer to the dark than I was! I want you out of here! There's darkness in you. Don't you try and deny it. Accept it, sweetheart. Be with me. We can rule over a new world. Our world. Thưa quý vị, và bộ phim hoạt hình rất là dễ thương của tuần này được mang tên Escape from Planet Earth, Tuy đi. Đây là một bộ phim nói về hai anh em ngoài hành tinh rất là dễ thương khi mà người anh tới trái đất và bị bắt. Thì người em đã cố gắng để giải cứu anh của mình, nhưng mà không ngờ cũng bị bắt theo. Và với sự trợ giúp của những người bạn, họ đã bắt đầu một cuộc hành trình trên hành tinh mà họ gọi là trái đất. Sau đây, từng vị xin mời quý vị cùng theo dõi đoạn trailer của bộ phim. No questions, just pictures. Yeah, baby! That's humiliating. Deep in the heart of the universe, these brothers do everything in their power to protect their galaxy. I'm the brains, and you're the brawn. But there's one place. We received an SOS from the dark planet. Even they're not safe. It's so beautiful. Commencing rescue op. Greetings. We've heard your call for help. Don't you die on me, buddy! Freeze!
Who's next? Okay, I love you guys. Welcome to Earth. Now, Scorch has been captured to save his brother. Self-destruct sequence initiated. Rescue pods don't self-destruct. Welcome to Earth, Boo Buddy. No! Called a brain freeze. You need to learn to sip. Get in there, alien! I love you so. He's teaming up. This is Area 51, man! There's no way out. You can't do this! Hey, are you finished with the toilet? You've got to forgive those guys. They got no manners. With Earth's best kept secrets. Who do you think invented the internet? Cell phone! Social networking! We did! You think humans can build this stuff? I don't think so. Keep it down! I'm trying to get some shut-eye! This February... What have you done with my brother? I'm gonna wipe out the alien infestation one planet at a time. Get ready. Scorch, are you okay? Of course I am! Nothing can stop Scorch Supernova! Whoa! That was amazing! For the ultimate family escape... I'm gonna miss this place. Fly, Blue Buddy, fly! From planet Earth. I thought this movie was supposed to be in 3D. Okay, that's better. Vâng thưa quý vị, và quay qua những bộ phim bổ của tuần này thì bộ phim đầu tiên được mang tên là Hoàng hậu Nhân Hiền với tựa tiếng Anh là Queen Hin Hun Man, dài 16 tập. Phim kể về câu chuyện của một người học giả là Kim Bằng Đạo đã trải qua sự sai lệch về thời gian từ thế kỷ 17 cho đến năm 2012. Anh đã gặp và yêu một cô gái vào thời gọi là thời Hy Trần. Từ đây thì câu chuyện tình vượt thời gian của họ bắt đầu. Sau đây thì Tường Vi xin mời quý vị cùng theo dõi đoạn trailer của bộ phim. Yeah.
이렇게 너와 나 둘이 Thưa quý vị, và bộ phim tiếp theo cũng là bộ phim cuối cùng của ngày hôm nay được mang tên là Quán Cà Phê Tình Yêu, dài 16 tập. Phim nói về một quán cà phê nơi mà có hai người bạn trẻ với hai biệt danh dễ thương, đó là Gấu Panda và Nhím, cũng như là những câu chuyện tình yêu đáng yêu của họ với xung quanh những cái hương vị của mùi cà phê và những chiếc bánh kem ngọt ngào. Sau đây thì tụi mình xin mời quý vị cùng theo dõi đoạn trailer của phim. Là những bộ phim vừa rồi sẽ mang lại cho quý vị một cuối tuần thật là ngọt ngào bên những tình yêu của mình. Tường Vi xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau vào thứ ba lúc 8 giờ tối trong chương trình Weekly Cinema. Chào tạm biệt. Bye bye. Chương trình được bảo trợ bởi Fish and Pet Unlimited và cũng được bảo trợ bởi LA Coffee Shack. LA Coffee Shack, love it at the first bite.